em thấy có chứ, mình đến xong rồi tao không được kiểu đấy chị ngược lại lại ngồi với chị xuống nói chuyện điện thoại là sẽ rất là khó. Xin mời tôi vẫn chưa làm được, nhiều nghĩ là cũng sẽ làm được. Tôi mua cô tôi nhờ cái dây năm chỉ năm dây ấy, đang bỏ ra rất là khe đi. Không, mấy bác bảo sáng cái chuyện tôi sẽ làm được, tôi làm đi, tôi bảo kinh nghiệm thằng mã đây bảo đâu những ký mọi người đang chỉ đợi thằng về thật tôi gặp mình ngã bốn được nhưng chết đi bọn em nào em đang sáng không sáng đây là gió sớm nhỉ bạn. Đấy, em báo cũng bỏng rồi. Nhưng mà tôi đến bạn em vào đây ăn một lần, nó bảo là từ gọi mua tôi 200 nghìn, các bạn về hẹp lắm. Nó nói mà cũng gì nữa là nó có làm không quá. Nó mua đấy. Cái nhà vào về chưa ăn uống đấy bao giờ? Mà thử thì ngon lắm. Nhà con có thức sáng, tổ. Dưa bà cớ, bố biết là bà nhìn bà ấy bẩn cái bố. Biết là bẩn đây. À, bác biết là nó rất là bẩn. Bác không mua về bác cầu dưa. Bác cho nó cũng lão, sửa, bác bỏ sạch. Dạ. Mình bao giờ là cái bàn này giống như cái nam ăn mắm ở trên đây có cái mắm nó cũng ngon đấy nhưng mà trông nó phải quá đơn giản thì tự nhiên vẫn là ngon nhưng mà bán ngon đấy là cối mình cười lắm. Mình mà mua cái gì mà nhà bán có thì mình ngang qua là không giấu mà không giấu bao nhiêu đấy bao nhiêu đấy bà bảo ê có chả mua chả mua đâu. Cái đấy là do là nhiều khi kính người không nó không được duyên lắm này hoặc là bẩn bẩn cái gì đấy là mất cái đấy rồi số mình thấy phụ cổ nó phải và số hai cái tay hòa ấy móng tay nó trắng nhem luôn cái đen này cái thừa nó cái đen đen như người ta ấy nó muốn đeo tôi cái tay hòa tay hòa nó này tôi đi lướt thẳng mẹ nó không nhìn thấy thôi trần nó sôi giờ đấy tùng chả thức ăn cho cô cả mẹ cô đéo mua cho cháu 9 tuổi cô cho cháu hàng gì đâu. Ngày xưa có cái câu gì nhỉ? Học viên sinh phụ tử anh ấy anh? Cụ phụ mồ phụ uống phụ tử. Đó, học viên tức là tính là trên 10 tuổi là cái này gọi nhau coi như là chứa, 15, 17 tuổi thế là 10 tuổi. 10 tuổi, đúng không anh? Sao hơn 10 tuổi nó gọi là chú được, nó là chú được. Thì anh thôi. Ngày xưa này, mồm kéo dài nha. Quen anh cho cô. Ăn con cái gì đấy? Lấy chồng từ tuổi 13 đến năm 18 em già, năm con ấy từ 13 đến 18, 13 đẻ.